mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại rau cực kỳ giàu dinh dưỡng, chứa rất nhiều vitamin, protein và carotene mà có thể tìm thấy dễ dàng tại Nhật. Và hiện tại ở Nhật thì giá của rau này vẫn là khá là rẻ so với cái lượng dinh dưỡng mà nó mang lại, thì rất là đáng tiền để ăn. Khi chúng ta mua rau này ở siêu thị về thì nó sẽ có cái hình dạng như thế này. Mình sẽ cắt bỏ đi cái phần gốc của nó. Hôm nay mình sẽ chế biến rau mầm đậu Hà Lan theo phong cách Nhật. Rau mầm đậu Hà Lan thì chỉ mới được du nhập vào Nhật Bản từ thế kỷ 20 trở lại đây. Và nó được xem là một loại ẩm thực rất là cao cấp trong ẩm thực Nhật Bản lẫn Trung Quốc. Và hôm nay mình sẽ chế biến rau mầm đậu Hà Lan này theo kiểu xào cùng với đậu hũ chiên và hai loại gia vị cơ bản đó là muối và nước mirin. Nước mirin này thì được sử dụng ở Nhật để thay thế cho đường và bột ngọt, và nó tạo độ ngọt tự nhiên cho món ăn. Sau khi đã qua bàn tay chế biến và trình bày thần kỳ của mình thì món rau đậu đã cho ra sản phẩm như thế này. Tuy là nhìn không được bắt mắt lắm nhưng mà các bạn phải nhớ đây là một món rất là cao cấp, rất là cao cấp nha các bạn. Mình sẽ ăn thử coi cái vị của nó như thế nào. Rau rất là ngọt, rất là giòn. Mình có cho thêm giá để mà tăng thêm màu sắc. Rau này rất là giòn và có chút hơi dai. Cũng có thể là do mình để nảy mầm lâu quá. Ăn thì không, hoàn toàn là không có vị đắng. Vậy mà bữa trước mình nghe mấy người đồn là cái rau này đắng lắm, cho nên mãi mà không dám mua về ăn. Bây giờ ăn thì thấy cũng được. Không biết đậu hũ này là đậu hũ chiên mà đã có gia vị sẵn, cho nên là khi mình xào chung thì nó cũng rất hợp với rau. Nó mặn, nó đã có mặn có ngọt rồi thì rau thì lạc, cho nên là đi với nhau rất là bổ sung cho nhau. Và hôm nay clip về món rau mầm đậu Hà Lan của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.